Đây hỏi cái gì? Đây hỏi cái này nó là để làm gì? Giờ ok. Ngày hôm nay mình làm cái video này là để cho những anh em chuẩn bị đi học nghề hiểu hơn về đồ nghề và tìm hiểu về đồ nghề. Câu hỏi này rất là hay. Rất là nhiều người thắc mắc hỏi là tại sao cái cần gạt này để làm gì, đúng không? Như bạn này là bạn thân của mình. Tắt cái này đi ngay nhỉ. Tạm thời rút mạng ra đi để cho nó đỡ thông báo. À, đây là bạn thân của mình thì cũng đang có dự định đi học cắt tóc. Dự định là học cắt tóc nam. Thì ngày hôm nay bạn qua đây thì mình có đưa cho bạn chiếc đơn và chiến lược để cho bạn về bạn tập. Thì bây giờ bạn mình mới hỏi là cái cần gạt này để làm gì, đúng không? Giải thích như thế này cho dễ hiểu nhá. Cái cần gạt này là để tăng giảm độ ngắn dài của sợi tóc. Rồi bạn cứ tưởng tượng nha, khi mà mình hạ xuống này, nhìn nha, khi mình hạ xuống, Tóc nó sẽ ngắn đi, còn không, là tóc dài là khi mình hạ xuống thì bạn có thấy cái lưỡi này nó thụt xuống không? Rồi bạn nhìn nhá, bạn nhìn này, khi mà tụt xuống thì cái này nó dày lên, đúng không? Thì cái lưỡi là nó đang nằm ở cái đoạn dày của lưỡi, đúng không? Đây này, đúng không? rồi biết biết rồi. Thì khi mà tóc nó lọt vào thì nó phải đến cái đoạn Dài lưỡi thì động này, đúng rồi thì nó mới nó cắt đến được. cái lưỡi động này thì tóc nó mới đứt, hiểu chưa? Có nghĩa là khi mà tóc nó lọt vào răng, nó lọt vào cái lưỡi động này thì nó mới chém đứt tóc. Đấy, nguyên lý hoạt động của cái lưỡi trong này này, đây là motor nên là nó sẽ xoay tròn như này. Thì cái lưỡi nó ở dưới trong này, nó có một cái lưỡi gà nữa, thì cái lưỡi bên trong này nắp vào cái lưỡi gà đấy, xong cái lưỡi gà nắp vào cái đầu motor, motor nó xoay tròn thì cái lưỡi bên trong này nó có nhiệm vụ là nó đánh chém ngang này, nó chém ngang thì tóc lọt vào nó đứt. Ok, thì nó phải lọt tới cái điểm mà mình vừa hạ lưỡi này, cái cần gạt này mình hạ xuống, nó lọt đúng vào cái điểm này thì tóc nó mới đứt. Nhưng mà khi mà nó tới cái điểm này là cái lưỡi này nó đang dày thì tóc nó sẽ dài. Nhưng mà khi mình đóng lưỡi lên thì khi mà mình vừa đẩy vào tóc thì cái lưỡi này nó đang ở trên này rồi, cái lưỡi động này nó đang nằm gần bằng cái lưỡi ngoài rồi, lưỡi tĩnh rồi. Xin lỗi, bố bạn tên tĩnh đúng không? Nó gọi là lưỡi đứng im ấy, nó vào nó cái này là thấp hơn cái lưỡi đứng im một tí. Thì khi mà mình đẩy lên ấy, vừa đẩy lên phát nó đã đứt, nhưng mà cái đầu trên này bạn thấy nó rất mỏng đúng không? Thì tóc nó sẽ đứt ngắn. Mình tưởng tượng cái đoạn này nó giống như kiểu là khoảng, như bạn thấy nó khoảng bao nhiêu? Chưa đến 1 ly đúng không? Nó rơi khoảng độ 0,7, 0,6. Rất mỏng. Đúng không? Rất là mỏng. Đây, độ này rất mỏng. Tầm 0,6 đúng không? 0,6 mm. Không sáu mini. Tầm đấy. Thì khi mình hạ xuống thì cái độ dày nó tăng lên, tại vì cái đoạn này nó dày. Thì khoảng bao nhiêu? Đoán em khoảng, Chỗ này khoảng tầm 3 mini đấy, tầm 3 mini. không, bạn tính vậy hơi nhiều rồi. Đây, nó chỉ nằm một đoạn tin này thôi. Cho bạn đoán lại. Cái này tầm Đoạn trên này. tầm 2 lít, 1 lít rưỡi, 1 lít rưỡi là 2 lít. 1 ly rưỡi chuẩn. Ngày hôm nay bạn ngồi đây là bạn chưa biết gì về nghề đúng không? Mà bạn đoán được 1 ly rưỡi là bạn rất là giỏi. Bạn còn hơn những nhiều người khác còn chưa biết. Có nhiều người còn chưa biết là hạ xuống để làm gì và đẩy lên để làm gì, và cái này nhiệm vụ của nó là làm gì. Thì sau này mình biết thêm, đầu tiên là mình hiểu về nó đã. Là bạn chỉ cần biết là hạ xuống là ly rưỡi, đẩy lên nó là 0,6, đúng không? Đấy, thì đầu tiên để mà học nghề ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu về cái tông đơ, những cái dụng cụ đồ nghề của chúng ta trước. Đấy, anh em bớt chút thời gian vào cái kênh Tường Weibo Store này. Kênh này Tường sẽ đăng những cái đồ nghề Tường đã cân chỉnh và những cái mẫu mã đồ nghề mới nhất và những cái mẹo để cho anh chỉnh sửa đồ nghề. Anh em bớt chút thời gian là anh em đăng ký cái kênh này để đón xem những cái video mới nhất của Tường về đồ nghề nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem tiếp video nhá. Xin cảm ơn. Bạn làm điện nước được bao nhiêu năm rồi?
10 năm rồi. Làm điện nước 10 năm. Thì lý do tại sao ông mà vừa rồi, lý do tại sao ông mà có nghĩa là tôi chơi với bạn là cũng lâu lâu rồi. Nhưng mà tôi cũng biết là bạn làm điện nước thu nhập cũng ổn định đấy. Tại vì bạn làm là bạn chỉ đứng bạn giám sát thôi chứ không phải làm đúng không? Hiện tại là thế. Nhưng mà tại sao lại muốn đi học? Có thích không hay là vì gọi là mình tính cho tương lai thôi? Nó phải có lý do như một phần là cũng thích và một phần nữa là mình có được một cái công việc nào đó nó tự do, không phụ thuộc vào ai cả. Thấy nghề cắt tóc này là một cái nghề rất tự do, kiểu là nó vẫn là một cái nghề bắt buộc gì đó nhưng mà kiểu nó tự do hơn. Ừ. Nói chung là lý do chính là cũng 50-50, là cũng thích. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình thích tự do, thích ổn định. Thích tự do. Có thể là thu nhập cũng không cần phải quá cao, tháng còn độ 50-100 triệu thôi. Không, mình nói thật với bạn ấy là công nhận là cái nghề tóc nam này của mình thì mình làm hơn 10 năm rồi. Cũng như bạn thôi, điện nước bạn làm 10 năm đúng không? Anh em mình xuất phát điểm là từ học hết lớp 9 là cũng một thời gian là cũng chơi với nhau đúng không? Thì mình cũng làm hơn 10 năm, mình cảm trong quá trình mình làm thì mình cảm thấy là cái nghề này nó rất là thoải mái. Có nghĩa là lúc không khách thì mình ngồi chơi, mình làm việc khác, có khách đến thì mình phục vụ, nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà mình làm việc cũng như không làm, tại vì mình yêu nghề mà, mình làm nó rất là thoải mái, rất là thích. Đấy, đấy là cái cảm nhận của tôi còn những anh em thợ khác tôi không biết. Thì hôm qua bạn nhắn tin, hôm trước là nghe bạn hỏi mua một đồ nghề đúng không? Nhưng mà làm gì cắt tóc cho ai? Ông nói toẹt ra là ông thích học cắt tóc đi đúng không? Ông bảo ông mua bộ đồ nghề ông cắt tóc cho ai? Bây giờ con trai thì chưa đẻ mà cắt tóc cho ai? Có nghĩa bây giờ cũng muốn học đúng không? Thì bây giờ thì trước tiên thì cứ vừa đi làm vừa đi học thôi, vừa làm vừa học. Sau khi mà học cái này nó tốt rồi thì bắt đầu mình có thể mình gác lại hẳn cái công việc kia. Nếu như mà mình cảm thấy mà nó không thoải mái, bắt đầu mình tập trung vào mình xây dựng và phát triển cái nghề này. Đấy. Đây là mình vừa chia sẻ cho bạn về cái cần gạt. Thế thì còn cái lưỡi này nữa. Cái lưỡi này thì nó lại rất là nhiều dòng lưỡi. Đấy. Ví dụ đây nhá. Đây là một cái dòng lưỡi mà độ nghiêng rất là ít. Đây, hầu như là nó phẳng nhiều hơn. Độ nghiêng nó đã là lưỡi tông đơ, nó vẫn có cái tính toán của độ nghiêng này. Nó vẫn có độ nghiêng nhưng mà nghiêng ít. Nó chỉ hơi, ví dụ thẳng này nó chỉ hơi nghiêng thôi. Có những lưỡi nó nghiêng nhiều hơn. Cứ cũng thế. Cái cứ mà để mình gắn vào ấy nó cũng thế. Có cái 1,5 ấy thì nó đúng như cái lưỡi này. Còn cái 3 ly thì nó nghiêng nhiều hơn. Rồi cái 4,5 nó nghiêng nhiều hơn nữa. Cái cao hơn nó nghiêng nhiều hơn nữa. Nghiêng nhiều là cắt mà tóc nó sẽ ra dài không? Cắt tóc dài à? Đấy, phải hỏi. Nghiêng nhiều là điểm gì? Ví dụ như lưỡi nhá. Càng nghiêng nhiều thì cái độ tự nhiên nó càng cao. Khi mình cắt vào tóc ấy, độ tự nhiên nó càng cao. Đấy, nghiêng nhiều. Bạn phải hiểu như này này. Khi mà người ta sản... Này, nghiêng nhiều là cắt tóc dài, tóc ngắn. Khi người ta sản xuất là cái lưỡi tông đơ này nhá. Tại sao người ta phải sản xuất là những cái độ nghiêng khác nhau? Và bạn cứ tưởng tượng, ví dụ như một cây dao. Đây là một cây dao. Cái dao mình chém ấy, dao mình thái ấy, nó không nghiêng, nó là một dao đường thẳng luôn. Đúng không? Khi mà mình thái vào đồ vật nào là nó đứt theo hình phẳng đồ vật đấy. Nhưng mà cái lưỡi tại sao nó phải sản xuất ra nghiêng cho thợ cắt tóc nhá. Khi mà mình đẩy như này này, vẫn theo cái bản năng của con người. Cái tay, quán tính cái tay của mình đẩy lên. Thì bạn tưởng tượng đi, khi mà mình đẩy lên thì cái lưỡi này nó nghiêng mà. Thì càng đẩy lên thì nó càng nghiêng ra. Bạn hiểu không? Thì cái dưới này nó sẽ ngắn nhất rồi nó sẽ thoải lên. Nó sẽ có những cái hiệu ứng ngắn từ ngắn đến dài. Kết hợp với cái kỹ thuật của cái đôi, kỹ thuật với kinh nghiệm nữa. Kỹ thuật nghề, kinh nghiệm nghề, kỹ thuật nhá. Kết hợp với kỹ thuật và kinh nghiệm thì mình sẽ làm rất là tốt. Cái lưỡi mà càng nghiêng nhiều ấy thì mình đẩy nó càng có cái độ tự nhiên cao hơn nữa. Bạn hiểu không? Nó càng dài về phía trên lên. Ví dụ như bạn bây giờ bạn lấy một cái dao đi. Bạn lấy một cái dao. Tưởng tượng bây giờ đây là một cái dao.
bạn cầm bạn đẩy thẳng lên như này thì cái dao này nó chỉ có một đường thẳng thôi, thì nó sẽ đứt bằng nhau, từ đây đến đây nó sẽ bằng nhau. Lý do đấy là cái lưỡi nó nghiêng. Ok chưa? Đấy là cái lưỡi. Thế còn nhá, cái lưỡi này nó lại như này nữa. Cái lưỡi này nó có 5-6 loại lưỡi. Lưỡi classic thì cái dưới này này nó có những cái đường rãnh rất là sâu, và cái lưỡi tĩnh bên ngoài này nó dày hơn. Cái lưỡi tĩnh, à bố bạn tên Tĩnh quên. Cái lưỡi mà đứng im nó dài hơn, nó dày hơn. Đây. Cái lưỡi mà nghiêng nhiều và nó có những cái rãnh như này, và cái ngoài này nó dày hơn, thì mình cắt vào đầu ấy nó có cái độ tự nhiên cao hơn, tại vì nó có rãnh ở đây mà. Đấy là dòng lưỡi classic. Còn lưỡi kép, lưỡi kép thì mình chỉ tính ở cái lưỡi trong này thôi. Cái này nó có hai lưỡi, đây là lưỡi động này. Khi mà bật lên thì cái lưỡi này nó chạy, bạn hiểu không? Đây là lưỡi động, đây là lưỡi đứng im nhá. Thì cái lưỡi kép này này thì nó chỉ tính ở cái lưỡi trong này thôi. Đây là lưỡi đơn, bạn hiểu không? Lưỡi đơn là nó chỉ có một lưỡi thôi. Có một đường. Nó có một lưỡi đây, bạn thấy này, nó như thế này. Là nhiều người còn không biết là lưỡi đơn với lưỡi kép. Còn đây là con NT220 của mình nhá. Đã độ lưỡi kép. Này. Bạn nhìn nhá. Có thấy bên cạnh này, bên trong này có một cái lưỡi răng nhỏ không? Ok. Nó có hai, người ta gọi là kép. Kép là đôi. Thế thì lưỡi đơn và lưỡi kép nó có gì khác nhau? Bạn hiểu không? Cái lưỡi kép ấy nó cắt nó sẽ sạch tóc hơn. Lưỡi kép nó cắt cực sạch. Tại vì khi mà những cái lưỡi đơn này, khi mà tóc nó lọt vào cái khe cái rãnh này, nó chưa kịp cắt thì bạn đẩy lên không, có thể nó vẫn kịp cắt, nó vẫn cắt đứt lên, nhưng mà cái đường vết cắt nó tạo ra nó không mịn, nó không sạch. Nhưng mà cái này nó tăng thêm một tần suất, một cái lưỡi nữa, thì khi bạn đẩy vào tóc ấy, đấy đâu sạch đến đấy. Bạn tưởng tượng không? Đấy, đây là lưỡi kép này, đây là lưỡi đơn. Thế thì nhiều anh em lại hỏi, đây là lưỡi kép của Quan nhá, lưỡi này anh em nó vừa độ này. Thế thì nhiều anh em lại hỏi là lưỡi kép với lưỡi đơn nó khác nhau như thế nào? Đấy, đầu tiên là khác nhau về cái lưỡi kép và lưỡi đơn đã. Một cái một nẻ loi một mình cô đơn, còn một cái là nó có bạn có bè đấy, người ta gọi là lưỡi kép. Thế thì cái lưỡi kép này người ta sử dụng trong cái việc cắt tóc, mình sử dụng vào cái gì cũng được. Không nhất thiết nào chỉ để phây, cắt kê lược cũng được, phá tóc cũng được. Nhiều anh em bảo là cắt cái lưỡi đơn này nó thoáng hơn. Công nhận cái lưỡi đơn này cắt nó thoáng hơn, tại vì nó ít răng. Mình vào tóc nó sẽ xông tóc nó thoáng hơn. Hiểu không? Nhưng không phải là cái này cắt nó không thoáng. Cái thằng này cắt nó cũng thoáng. Ví dụ như thằng này 10 thì thằng này 9,8. Nó không chênh lệch nhiều để chúng ta phải so sánh. Mà mình toàn cắt lưỡi kép thôi. Cắt rất ngọt, rất sướng. Lưỡi đơn thì ngày xưa thì cắt nhiều, bây giờ chơi lưỡi kép hết. Đấy là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như bạn ấy thì bạn có thể là bạn không biết, bạn sẽ phải đau đầu vì cái việc là không biết cắt lưỡi đơn hay lưỡi kép. Nếu như ai đó cứ bạn xem ai đó nói là cắt lưỡi kép mà không thích chẳng hạn, là bạn lại hoang mang. Hoặc là bạn nghe ai đó nói là cắt lưỡi đơn không thích chẳng hạn, bạn lại hoang mang. Có nghĩa là mình cứ cảm thấy nó hiệu quả với mình là được. Nó cũng do thói quen của mỗi người nữa. Còn cá nhân mình thích lưỡi kép. Ví dụ bạn cắt lưỡi kép quen, bạn dùng lưỡi đơn bạn lại không thích. Tại vì nó mang lại vết cắt, nó không có cái đường nét bóng như bạn mong muốn. Đấy, cái này tạo ra cái vết cắt nét hơn. Đấy là về lưỡi. Chỉ hiểu những cái căn bản ấy thôi. Đấy là về lưỡi. À, còn nói về tông nhá. Tông đơ ấy thì trên thị trường nó rất là nhiều loại. Bạn thấy nhá, hai cái loại này nó chẳng khác gì nhau. Nó cùng là một cấu hình, không khác gì nhau, cùng là một khuôn. Nhưng cái mặt trước nó khác. Mặt trước nó khác. Khác một cái lắp thôi. Nhưng cái ruột nó cũng khác. Ví dụ đây thêm một dòng nữa. Nó giống hệt cái con NT20 này của mình, nhưng mà nó là của hãng khác, iClip. Giống hệt thì các ông làm sao mà phát hiện ra được? Thế thì chọn mô tông kiểu gì? Cái đấy thì đúng là mới bước vào nghề thì không bao giờ có kinh nghiệm được, không biết chọn mô tông. Thì cái này với là cái quyết định chọn này, mua tông là mình phải chọn cái người mà mình tin tưởng nhất.
Đấy, cái này nói chung là rất là khó nói ở cái đoạn này. Biết ai tin tưởng mà chọn, đúng không? Rồi cứ thấy ai quảng cáo là mua thôi. Mình ngày xưa cũng thế. Làm gì có ai chỉ mua tông sao, chỉ mua bằng kinh nghiệm thôi. Mình mua tông cái này này. Thứ nhất mình chọn những cái hãng nổi tiếng và chọn những cái hãng mà được nhiều người dùng. Và mình chọn những nơi uy tín để mình mua, chế độ bảo hành phải tốt, quan trọng là phải bảo hành tốt. Cái điều đấy mới là điều quan trọng. Đấy, kể cả nhá. Mình bóc hai cái máy này ra, nhìn bên trong còn giống nhau nữa cơ, nhưng mà mình cảm nhận nó khác. Con này nó yếu hơn nhiều. Con này bật lên nó yếu hơn nhiều. Mình phải cảm nhận, mình phải cắt thật, trải nghiệm thì biết được. Nhưng như bạn mới vào nghề làm sao bạn biết được? Đấy, đây là con này iClip nhá. Nó nhiều loại iClip này, Suker, đây cũng iClip. Con này Suker cũng có. Nó nhái nhau rất là nhiều, thì biết chọn ở đâu mà mua cho nó hàng, cho nó đúng như mình mong muốn đây. Mình cũng chả biết con nào nhái của con nào, nhưng mà mấy cái dòng này yếu. Đây, con này nó mạnh hơn hẳn. Con này là đôi đôi kép của Mỹ rồi. Nó mạnh hơn hẳn. Đấy, còn mấy dòng này cảm giác nó yếu lắm. Nghe thì nó cứ bị bì bì bì. Mà giống hệt nhau đấy nhá. Đấy là về tông đơ. Đây cái đèn báo của nó này. Đây là đèn lưu ý, đây là đèn báo nhá. Khi nào mà sạc đầy thì nó sẽ báo đèn xanh. Đấy. Đấy là vừa chia sẻ về tông đơ đúng không? Thế còn câu hỏi về lược đi.